Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể đại chúng, vừa rồi chúng ta nghỉ những ngày để dành cho kỷ niệm cái lễ Phật đản. Hôm nay chúng ta bắt đầu sinh hoạt trở lại đúng như thường lệ 8 giờ sáng ngày Chủ nhật tại giảng đường chùa Vĩnh Nghiêm. Chúng ta sinh hoạt nghiên cứu học về kinh Đại Bát Niết Bàn, phẩm phạm hạnh tiếp theo, và hôm nay là kỳ 106. Tiếp tục cái đoạn trước, ông Đại Cơ Nhiếp hỏi Đức Phật Thích Ca rằng vì sao mà giáo lý của Phật Ca Nhiếp xưa kia là trụ thế có 7 ngày rồi mạt pháp, rồi không còn nữa. Thì từ chỗ đó hôm nay Đức Phật giải tiếp rồi đó. Đức Phật Thích Ca dạy tiếp rằng: này thiện nam tử, chỉ có thời nào mà chúng sanh đối với các pháp vô thường tưởng là thường, chân thường tưởng là vô thường, vô ngã tưởng là ngã, chân ngã tưởng là vô ngã, khổ tưởng là lạc, lạc tưởng là khổ, bất tịnh tưởng là tịnh, chân tịnh tưởng là bất tịnh, diệt tưởng là bất diệt, bất diệt tưởng là diệt, tội thấy phi tội, phi tội thấy tội, khổ thấy phi khổ, phi khổ thấy khổ, tập thấy phi tập, phi tập thấy tập, diệt thấy phi diệt, phi diệt thấy diệt, đạo thấy phi đạo, phi đạo thấy đạo, phi bồ đề thấy bồ đề, bồ đề thấy phi bồ đề. Thế đế cho là đệ nhất nghĩa đế, đệ nhất nghĩa đế cho là thế đế. Lời Phật nói cho là lời ma, lời ma nói cho là lời Phật. Ở vào thời kỳ như thế, Phật mới đem kinh Đại Niết Bàn ra nói để giáo hóa chúng sanh. Quý vị đọc cái đoạn này á, là chúng ta để gom lại trong một cái từ gọi là điên đảo đó. Điên đảo là vậy đó. Thí dụ như cái con đời này trên mặt hiện tượng đó mà nhìn bằng nhục nhãn, bên mặt hiện tượng vạn pháp duyên sinh, thì tất cả vạn pháp từ lớn chí nhỏ, từ núi sông đất liền là lớn, trời trong mây nước là lớn, cỏ cây hoa lá là nhỏ, tất cả động vật thực vật khoáng vật thượng cầm hạ thú, mọi vật trên cõi đời này đều là vô thường, vô ngã, khổ và bất tịnh. Đó là nhìn bên mặt hiện tượng vạn pháp duyên sinh, thì tất cả
Từ lớn tới nhỏ đều là vô thường, vô ngã, khổ và bất tịnh. À, này chúng để ý cái đó, nghĩa là nhìn minh bạch hiện tượng và pháp duyên sinh thì nó mới là vô thường, khổ, vô ngã và bất tịnh. Ấy thế mà phàm phu chúng sinh, trong đó có bà con chúng ta, Phật tử chúng ta, vẫn cứ cho là thường, là lạc, là ngã, là tịnh. À, cho nên là mình mới sinh ra cái thị phi, cái nhân ngã, cái phải quý, cái hơn thua, cái giàu nghèo, cái kỳ thị, tôn ti, thân sơ, đủ thứ. Là tại vì mình không nhận được cái tích chất duyên sanh của hiện tượng vạn pháp là vô thường, vô ngã, khổ và bất tịnh, mà mình lại cho là thường, là lạc, là ngã, là tịnh. Mà vì mình muốn bảo thủ cái thường, cái lạc, cái ngã, cái tịnh đó mà bảo thủ không được, bởi vì bản chất của vạn pháp là vô thường, mà mình muốn cho nó thường thì làm sao nó thường được. Bản chất của vạn pháp là vô ngã, mà mình muốn cho nó có cái ngã, nó có cái bản tích vĩnh cửu tồn tại bất biến, thì làm sao mà mình giữ gìn cái đó cho được. Từ cái chỗ mà vô thường mình muốn cho nó thường, vô ngã mình muốn cho ngã mà không được, nó sẽ là khổ. Rồi từ cái khổ nó sinh ra các cái khổ khác nữa. Do vậy mà nhìn cuộc đời đều là bất tịnh. Đó là nhìn minh bạch hiện tượng vạn pháp là vô thường, khổ, vô ngã, bất tịnh, mà mình nhìn mình không nhận thức được cái đó, gọi là điên đảo đó. Điên đảo tức là mình thấy nó lộn ngược, nó trái ngược lại đối với chân lý. Trong khi đó ngoài cái vạn pháp duyên sinh như quyển này, vạn pháp nó là thường tự tịch diệt tốt, như kinh Pháp Hoa nói, chư pháp tùng bản lai thường tự tịch diệt tốt. Cả pháp từ xưa nay nó có cái tướng tịch diệt của nó. Tịch là vắng lặng, diệt là không sanh và không diệt. Nó dính diệt cho nên nó không có sanh, vì không sanh cho nên nó không có diệt, không diệt cho nên nó không sanh. Thì chư pháp tùng bản lai thường tự tịch diệt, tướng các pháp từ xưa nay nó có cái tướng tự tịch diệt. Mà đã tịch diệt như vậy thì nó không chịu, nó không bị chi phối trong cái luật mà vô thường, vô ngã, khổ và bất tịnh. Do vậy cho nên nó có thường, nó có lạc, nó có ngã và nó có tịnh thật sự. Ấy thế mà mình lại không biết. Nếu như mình không học kinh Đại Niết Bàn, mình không bao giờ biết được vạn pháp nó có cái tính thường, lạc, ngã, tịnh của nó đâu. Mà mình tưởng rằng nó là vô thường, khổ, vô ngã và bất tịnh, vậy là đúng rồi, chứ sự thật không phải vậy. Cho nên để ý cái chỗ này, nó vô thường, vô ngã, khổ, bất tịnh, mà mình muốn cho nó thường, lạc, ngã, tịnh là điên đảo. Ngược lại, cái tính của vạn pháp thường tự vắng lặng tịch diệt, nó thường, nó lạc, nó ngã, nó tịnh, mà mình không nhận biết nó là thường, lạc, ngã, tịnh thì lại cũng là điên đảo. Bởi vì nó lộn ngược mà, nó trái lại với cái chân lý, cái sự thật. Đó, khổ tập diệt đạo là bốn cái chân lý đó, gọi là bốn chân lý nha. Mình nhìn trên mặt hiện tượng vạn pháp duyên sinh thì bốn cái chân lý đó là đúng. Khổ thật, có thật, khổ có thật,
Tánh răng đến thỏ bạc đầu, tử sanh kinh cụ nó làm nao mấy lần có thật. Cuộc phần đại hầu cần mái tóc kiếp cùng thông như đúc buồn gan, bệnh trần đoài đoạn tâm can mà lửa cơ đốt ruột giao hàng cắt da, đó là có thật. Có thật bên cái mặt sanh diệt hiện tượng dương sanh của dạng pháp. Đã cho nên là khổ mà mình không nhận thức, khổ mình tưởng là rồi á, cái tính của dạng pháp của tự nó thanh tịnh, nó tịch diệt, nó mới nhận, nó có cái lạc của nó, nhưng mà mình lại cho là không có. Thành ra khổ tưởng là phi khổ, phi khổ tưởng là khổ. Có đời này nó có cái phi khổ chứ. Khổ tưởng là phi khổ. Tôi nói ví dụ như giờ mình uống rượu mà mình tưởng là ngon, thế kỳ thật là uống rượu là nguyên nhân của trăm ngàn việc khổ. Mình hút thuốc, ai cũng hút thuốc, mình tưởng là hút thuốc là thoải mái để làm cho tâm hồn mình nghĩa là lâng lâng nhẹ nhàng để mình làm, mình viết văn, mình đờn ca gì đó. Thế kỳ thật không phải vậy. Nhưng là sự thật là khổ mà mình tưởng là phi khổ. Trong khói thuốc người ta nói, ngày nay qua người ta nói hơn 4.700 cái chất độc. Vậy mà mình hút thuốc mình thấy khoái. Những cái ông mài râu hút thuốc thấy khoái, có vẻ hào hoa phong nhã, đương nít mới 15-16 tuổi tập hút thuốc để chứng tỏ mình là trưởng thành, thấy khoái. Mà sự thật là khổ mà mình tưởng là lạc, tưởng là phi khổ. Rồi còn cái phi khổ mà mình lại tưởng là khổ. Phi khổ là những người không hút thuốc, những người không uống rượu, những người không mua thuốc lắc để uống để nhảy. Thế thì những người đó người ta không khổ, vậy mà chơi nó là mấy người ta không biết ăn, không biết xài, không biết chơi, tại nó phi khổ mà mình cho là khổ. Đó là cái thấy điên đạo. Tập cho là phi tập. Nguyên nhân của đau khổ mà mình không thấy. Phi tập. Phi tập tức là tôi nhớ, tôi định, tôi tuệ, thân tâm đều thanh tịnh, là nguyên nhân của an lạc giải thoát, mà mình lại thấy là cái đó là khổ. Cho nên giữ gìn thân miệng ý, gọi là tu theo đạo Phật, gọi là giữ giới, lại cho rằng cảm thấy nó ràng buộc, còn thoải mái tự do để đi chơi mời mê tha đủ thứ, thì đó là khổ. Và thấy phi khổ, mà phi khổ thấy khổ, tập thấy phi tập, phi tập thấy là tập. Diệt tức là niết bàn, thấy là phi diệt, phi diệt thấy là diệt. Đây là giáo lý không đó, khổ tập diệt đạo đó. Cái vui của bậc hiền thánh, người phàm thấy đó là không vui. Tôi nói ví dụ như cái chỗ tôi ở thôi, mà có những người ta tới lần rồi ta nói trời cái chỗ này không bao giờ tôi ở nổi. Lý do là tại vì không có người ta, không có người ta để mà nói cả ngày, nói cả buổi, nói qua nói lại, nói tới nói lui, không có người ta. Mà người ta chịu rằng là phải gặp nhau, phải cười, phải nói, mà không phải là lúc nào cũng nói cười, mà có lúc sân si nữa, vậy mà người ta mới chịu nổi. Còn cái chỗ mà không có người ta, nó chỗ này ở không nổi, cho cũng không lấy, cũng không ở. Thế thì là diệt mà tưởng phi diệt, mà phi diệt tưởng, tưởng diệt là nó là ná như những trường hợp vậy. Đến với cái người mà có thích tĩnh mịch vắng lặng, thường tư duy quán chiếu trong nội tâm, thì người ta thấy cảnh đó rất là thích. Còn như những người không thích cái đó thì cảnh đó chịu không được. Thành ra diệt thấy phi diệt, mà phi diệt tưởng là diệt.
Đạo đế cũng vậy. Đạo thấy phi đạo, phi đạo thấy đạo. Biết bao nhiêu chúng ta gọi là làm Phật sự, mà có khi cái Phật sự mà chúng ta tưởng đó, hoàn toàn không trúng với đạo Phật. Còn cái mà không làm gì nhiều mà nó trúng với đạo Phật thì người ta lại không nhận được cái đó. Ngoại đạo cũng tu hành, cũng khổ hạnh, mà khổ hạnh không phải là cái nhân của giải thoát. Thế thì cái đó đâu có phải là đạo, cái đó là phi đạo đó chứ. Nhưng mà đối với cái nhìn của ngoại đạo, đối với cái tưởng tượng của ngoại đạo, thì cái giữ giới sai lầm đó lại là đạo của họ, lại là nguyên nhân giải thoát của họ, cho nên người ta mới chịu chứ. Còn như Phật Thích Ca thấy những cái cách mà giữ giới tu hành mà hành thân quả thể cực khổ như vậy, Đức Phật thấy cái đó là phi đạo. Do vậy cho nên cái vấn đề, cái nhãn quan mà để nhìn cuộc đời, trên cái cuộc đời này để mình tu hành đó, chúng ta phải đề cao cảnh giác. Chúng ta nhìn đời bằng dung nhãn, chúng ta thấy sự vật hiện tượng cảnh đời này khác. Mà nhìn bằng thiên nhãn thấy khác, nhìn bằng tuệ nhãn khác, nhìn bằng Phật nhãn khác, nhìn bằng pháp nhãn cõi đời khác. Cho nên trong đời bạn phải có ngũ nhãn. Chúng ta phải tu học, chúng ta nhìn đời bằng cái nhãn nào trong ngũ nhãn, thì mình mới thấy được cái chân lý với sự thật. Bằng không mình thấy điên đảo, điên đảo hết, lộn ngược hết. Thường thấy vô thường thấy thường, lạc, thấy khổ, khổ, cho là lạc. Bất tịnh thấy tịnh, tịnh, cho là bất tịnh. Vô ngã thấy ngã, ngã, thấy vô ngã. Đó là cái cách mà điên đảo. Thành ra viễn ly điên đảo, mộng tưởng thì mới có cứu cánh niết bàn. Phải tu học, bồi dưỡng trí tuệ để phải thấy cho được, có cái trí tuệ để thấy cho được cái thế nào là điên đảo, thế nào là ngược trái với chân lý. Thế thì khi nào mà cái thời kỳ như thế đó, thời kỳ mạnh chúng sinh sống điên đảo vậy, Phật mới đem kinh Đại Niết Bàn này ra mà giáo hóa cho chúng sinh. Cho nên học kinh Niết Bàn này có những cái nghe được những cái khó nghe, biết được những cái mà chưa từng biết, thấy được những cái điều mà mình chưa thấy ở trong 12 bộ kinh khác. Này Thiện Nam Tử, thà là nói rằng vòi có mũi hút nước tột đáy biển, chứ chẳng nên nói rằng chánh pháp của Như Lai diệt. Bây giờ ông Ca Diếp là Ca Diếp hỏi tại sao mà chánh pháp của Đức Phật Ca Diếp hồi xưa là có 7 ngày là diệt đi, còn như chánh pháp của Như Lai nói dạy chúng sanh đây chừng nào diệt, và bây giờ nó đã diệt chưa? Thì Phật mới trả lời rằng, phải là nói cái vòi có mũi hút nước tột đáy biển, chứ chẳng nên nói chánh pháp của Như Lai diệt. À, vấn đề đây là mạt pháp hay là pháp diệt nghe, học cái này đây nè nha. Phải là nói rằng lấy dây buộc gió mạnh vào ngọn cây, chứ không nên nói chánh pháp của Như Lai diệt. Chánh pháp không có diệt. Thầy là nói dùng miệng thổi bay núi Tu Di. Thầy là nói sen mọc trong lò lửa, chứ không nên nói chánh pháp của Như Lai có diệt. Thầy là nói có phải làm cho mặt trăng nóng, làm cho mặt trời lạnh,
chứ không nên nói chánh pháp của Như Lai có diệt. Như Lai chánh pháp không có diệt, pháp không có mạt. Do vậy cho nên là cái thuyết mà ta gọi là chánh pháp rồi tổn pháp rồi mạt pháp đó, cái hồi mà học tiểu học và trung học đó, cái từ đó chư tăng chư ni thường thường là ai cũng có học, nhưng mà học đó là học cái trình độ kinh điển của người học trung học hoặc là cái trí bậc trung, chứ không phải là trí bậc thượng. Trí bậc bậc hạ, bậc trung thì học tới đó là biết tới đó, thì lo sợ lắm, nói rằng là chánh pháp cũng như là diệt, chúng ta sống trong đời mạt pháp. Chúng ta đều mạt pháp cho nên chúng ta tu hành nghĩa là khó thành Phật, vân vân và vân vân. Mình tưởng đâu mình nói vậy là trúng, nhưng mà nói như vậy là trí bực trung của hàng thanh văn viên giác có thể hiểu được như vậy, hiểu tới đó. Mọi người trí bực thường không có nói cái đó. Do vậy cho nên hồi nhỏ tôi học tôi mê cái văn cảnh sách của tổ Quy Sơn, mà học 20 năm trước tôi mê, mà 20 năm sau tôi mới nhìn vô tôi thấy giáo lý có những cái liệu nghĩa cứu kính, mà có những cái các ngài còn tùy thuận chứ không phải các ngài không biết đâu. Thí dụ như câu đó: sở hận đồng sanh tưởng quý, khứ thánh thời nhiêu, Phật pháp sanh sơ nhân đa giải đại. Rất ân hận, rất tiếc chúng ta sanh vào trong cái đời cuối tuộng pháp, cho nên Phật pháp lơ là, phần nhiều người ta giải đại, tu nhiều mà ít thành Phật. Kêu sở hận đồng sanh tưởng quý, rất tiếc, rất tủi hờn mình sanh vào cái thời cuối tuộng pháp. Bây giờ ta cứ chia là thời chánh pháp, mà người ta ta thường nói với nhau rằng cái thời chánh pháp á, chánh là chính á, tức là gặp Phật á, thì tu hành thành chứng quả được nhiều. Còn cái thời tuộng pháp á, chứ tuộng có nghĩa là nó dính dính vậy. Thời tuộng pháp á thì tu nhiều mà chính ít. Còn như thời ở vào thời mạt pháp á thì danh nghĩa tu nhiều mà chính thì là dường như không có chính. Có cái thiết là đưa ra ba cái thời: chánh pháp, tuộng pháp và mạt pháp. Nhưng mà khi mà học kinh Đại Bát Niết Bàn này và học kinh Quan Nghiêm thì những câu nói đó là phương tiện của Như Lai và của tổ sư tiền bối, chứ nó không phải là chân lý. Không có mạt pháp bao giờ. Thà đó cái gọi của mũi nút hút cạn tới đáy cổng biển sâu, chứ đừng nói giáo pháp của Như Lai có mạt pháp. Nó còn mũi hút cái gọi nước biển cổng nước biển vậy còn có khả năng nghe được, chứ còn nói là chánh pháp của Như Lai mà mạt là đừng có nói, không có nghe được đâu. Thà là nói sen có phải mọc trên lò lửa còn có thể nghe được, nếu nghe không được thì thôi, nhưng mà còn có thể nghe được, chứ đừng nói chánh pháp của Như Lai có mạt. À, nói như vậy có nghĩa là chánh pháp của Như Lai không hề có mạt, bởi vì chân lý mà mạt cái gì? Chân lý không có mạt được. Nếu không có mặt trời thì thôi, chứ khi nào mà còn có mặt trời thì người ta nói mặt trời là nóng, làm sao nói khác hơn nữa được. Nếu không có tuyết thì thôi, chứ ngày nào mà có tuyết người ta còn khái niệm về tuyết thì người ta nói tuyết lạnh, không có gì phải khác hơn nữa được.
chánh pháp của Như Lai. Như Lai cho biết chư pháp cùng bản lai thường tự tịnh diệt tốt, các pháp từ xưa nay tự nó có cái tánh tịch diệt, cái tướng tịch diệt. Thế thì cái tánh tịch diệt, tánh tướng tịch diệt đó có khi nào nó khác được đâu? Tất cả chúng sanh đều có Phật tánh, có khi nào khác được đâu? Không có khác. Hồi Như Lai còn tại thế, Như Lai nói rằng tất cả chúng sanh đều có Phật tánh. Bây giờ đây đệ tử Như Lai cũng nói rằng tất cả chúng sanh đều có Phật tánh, không hề có mạt pháp, vẫn đúng y như hồi Đức Phật còn tại thế. Giờ người ta hỏi rằng là nếu các hòa thượng, các thầy pháp sư nói là tự tôi đều có Phật tánh, tại sao tôi bây giờ tôi chưa thành Phật? Xin thưa rằng thành Phật phải có điều kiện. Đã có điều kiện. Và từ xưa nay vẫn ở trong mỏ, trong khoáng sản. Ở Phi Châu, Mỹ Châu, người ta khoan 40-50 thước về sau, ta môi ở dưới sâu vậy đó. Rồi người ta mới đãi ra, đãi bao nhiêu chục khối đất mới được bao nhiêu phân vàng. Thế thì muốn được vàng là phải đãi cát, đãi đất, và phải đào sâu như vậy, thậm chí có khi chết người hàng loạt ở dưới mới có được vàng. Cái vàng nó không có dễ dàng mà đi đâu rồi bưng rổ xách vỏ thì lượm mà có được. Thế thì là cái Phật tánh của tất cả mọi người là có, vẫn có và còn nguyên đó. Nhưng mà muốn cái Phật tánh thì hiện lộ ra là phải tu giới, phải học giới, học định, học tuệ, rồi tu giới, tu định, tu tuệ, tu giải thoát tùy kiến. Phải viễn ly cái niệm vô thường mà đòi thường, vô ngã mà đòi ngã. Mình đòi á nha, mình đòi ngã. Có đời vô thường mà mình đòi thường. Chính vì mình đòi thường cho nên mình nghe là bệnh là chết là mình hãi hùng kinh sợ ghê gớm lắm. Cho nên tôi nói cái này, nhân đây là chúng đấy là tôi nói, nếu như các vị thật sự mà học đạo Phật à, thì các vị phải huấn luyện ngay trong cuộc đời. Nếu bệnh để người ta chết, các vị bình thản đừng bao giờ sợ, thì các vị gọi là tu hành đó. Và sau này cái ngày mình đi tới chỗ bệnh chết, các vị sẽ thấy được cái kết quả của nó. Còn nếu các vị sợ già, già mà các vị cũng sợ nữa, già trong gương thấy cái mặt mình già là sợ quá đi. Trời ơi, 20 năm trước mình đẹp vậy đó, đi đâu ai cũng ngó, ai cũng trầm trồ, mà giờ mình già sợ quá. Thế thì coi như tụi mình chưa có được cái gì hết. Rồi bệnh các vị sợ quá, rồi chết là các vị vô cùng hãi hùng và đau khổ. Thì tôi xin báo với các vị rằng các vị tu hành chưa có kết quả đó nha. Các vị nghe nói vàng ở dưới mỏ mà các vị không hề tạo phương tiện máy móc cốt sẵn để đào, để khoan, để đi moi vàng, thì là sao các vị có vàng được? Muốn được vàng là phải tạo cái điều kiện, phải có máy móc kỹ nghệ mới có tân, còn bằng không ít ra là cũng phải cuốc xuống sẵn để đào, rồi chịu khó bằng đãi vàng, đãi đất, đãi cát, đãi có thể là 5-10 khối cát đất vậy mới kiếm được một chút xíu vàng. Thế thì là cái Phật tính của chúng ta đây cũng vậy, nó sẵn trong chúng ta mà chúng ta phải bồi dưỡng, chúng ta phải thấy được cái chân lý vô ngã của sự vật hiện tượng, phải thấy được cái chân lý vô thường, đừng có cãi ngược lại,
chân lý vô thường mà mình muốn bảo thủ, mình đòi nó thường, thì y như cái thác nước nó chảy xuôi xuống vậy. Mà nếu các vị để cho nó chảy xuôi vậy là từ trên cao nguyên nó chảy xuống rồi thì nó đi ra biển đâu có làm sao đâu. Nhưng mà ngăn nó lại là một cái độc, là một cái thác, là ly, là ngăn dưới này là một cái thác, Trị An để làm thủy điện, đúng không ạ? Thế thì nó chứa nước rồi đó, ngăn dừng nó lại thì nó đạp nước âm 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 vậy đó. Nó làm cho cái sức nước mạnh kinh khiếp. Mà nếu như mà lỡ bao nhiêu chục năm trăm năm gì đó mà cái đập đó nó không chịu nổi nữa đó, thì các cái nhà mà khoa học người ta giữ đó. Hồi đó tôi có đi nghe các cái ông ta thuyết trình về cái thủy điện Trị An đó. Nếu như mà mình mà không về và không cẩn thận, mình làm lơ mơ đó, mà cái đó nó là cái túi nước đựng ở trên để trên đất nhà của chúng ta. Nếu mà nó vỡ ra rồi đó thì tất cả những người từ Lạc An, từ Biên Hòa, Đồng Nai cho tới Sài Gòn này trôi một leo mấy giây đồng hồ rồi ra tới Phú Quốc, ra tới biển Thái Bình Dương á. Tôi nghe những cái lần mà các ông đó thuyết trình tôi nghe rồi, giờ tôi lên Tân Quyên tôi ở, tôi cười, tôi sẵn sàng trong tư thế nếu có sự cố không là tôi nằm ngửa lên đó và tôi đi Phú Quốc khỏi mình với máy bay á. Tôi nói thật với đại chúng là tôi đã sẵn sàng trong tư thế đó rồi, tôi không muốn liệu tôi vậy đó. Cho nên là tu hành á là phải thấy cho được cái chân lý vô thường, vô ngã, khổ và bất tịnh, thấy nó rồi phải tìm thấy được cái nguyên nhân nào mà nó thành ra vô thường, khổ, vô ngã và bất tịnh, để rồi xây dựng, để rồi cải tạo, để rồi mình thấy cho được cái tính chất thường lạc ngã tịnh của con người của mình. Con người của mình, trong con người của mình có tính chất thường lạc ngã tịnh là tổng. Ở bên phương diện bản thể mà nhìn đó, bên phương diện chân như Phật tánh mà nhìn đó thì là có cái chất thường lạc ngã tịnh ở trong. Còn hiện tượng duyên sinh bên ngoài là vô thường, vô ngã, khổ và bất tịnh. Đừng có cố trì kéo nó lại, thì kéo nó lại giống như ta ngăn những cái đập nước của ta làm thủy điện vậy đó. Cái sức nước nó mạnh ghê gớm lắm, bế tắc lại nó mạnh ghê gớm lắm. Do vậy cho nên mới đạp ra mấy cái trục biên thì nó mới thành ra là thủy điện nó mới được đấy chứ. Thành ra vấn đề sinh lão bệnh tử là phải tập xem thường, không có sai. Cho nên là phải tập thấy cho rõ, đừng có để cho nó thành điên đảo. Cái từ điên đảo của bài Kinh Bát Nhã nó tổn đâu là kinh, nó nói cho ai đâu à. Mỗi đêm thì mình mỗi bài kinh nào mình cũng có tụng nhiều, mình tưởng đâu là bạn nói cho ai, chứ kỳ thật nói cho mình đấy. Hàng ngày chúng ta sống trong mộng tưởng, và chúng ta hoàn toàn là thấy lộn ngược chân lý, sống lộn ngược, đảo ngược chân lý hết, gọi là điên đảo. Mà muốn có nước bàn là phải xa lìa cái điên đảo, cái mộng tưởng đó mới có nước bàn thôi. Thành ra kéo về cái chỗ này á là chánh pháp. Cho tới ngày nay không có cái gọi là mạt, vì chánh pháp là chân lý. Mặt trời thì nói tới mặt trời là phải nói là nóng, nói tới tiết là phải nói là lạnh, mà muôn đời không bao giờ cái chất đó thay đổi được. Tự tánh của các pháp thường tự vắng lặng, tự thanh tịnh, tự tịnh diệt, mà sống tùy thuận với cái bản thể
vắng lặng tịnh diệt. Chính như đó gọi là Đại Bồ Tát được nhập Đại Niết Bàn. Này Thiện Nam Tử, lúc Phật ra đời chứng được Vô Thượng Bồ Đề rồi, nhưng hàng đệ tử chưa có người hiểu nghĩa Đại Thừa sâu sắc, Đức Phật bèn nhập Niết Bàn. Tại vì không có người nghe hiểu được, thành ra Đức Phật không có cái đối tượng để mà nói, thì lúc đó là Phật không có nói, thì gọi là nhập Niết Bàn. Chánh pháp của Đức Phật đó gọi là chẳng ở lâu nơi đời. Chẳng ở lâu nơi đời là gì? Tại vì không có ai dùng, không có người dùng, chứ không có mạc gì hết á, chẳng có diệt gì hết á. Giống như Việt Nam mình nhiều mỏ lắm đó chứ, nhiều khoáng sản lắm đó chứ, nhưng mà cả ngàn năm bắt thuộc, cả trăm năm pháp thuộc, mình có khai thác được bao nhiêu đâu. Tại vì lúc đó mình chưa có phương tiện để dùng và chưa có trình độ để dùng. Thành ra là khoáng sản tài nguyên có cũng như không có. Bây giờ đây mình, đất nước mình được độc lập tự do, dân trí mình được học hành cao, cho nên bây giờ đấy mình mới khai khoáng sản tài nguyên là mình có dầu mỏ, mình có khí đốt, hả? Mình có như ta vậy, chưa kể là mình sẽ khai quật bao nhiêu thứ mỏ, mỏ đồng, mỏ chì, mỏ thiết, mỏ vân vân ở những vùng, ở vùng thượng du, trung du của Bắc Việt. Cho nên là tại vì là chưa có đệ tử chưa có hiểu được, Phật không nói kinh gọi đó là pháp của Phật không ở lâu nơi đời. Nếu có chúng đệ tử hiểu thấu nghĩa Đại Thừa sâu sắc, Phật dầu nhập Niết Bàn nhưng chánh pháp vẫn ở lâu nơi đời, gọi là trụ, vẫn là thường trụ tại thế. Nếu Phật ra đời chứng Vô Thượng Bồ Đề rồi, trong hàng đệ tử dù có người hiểu nghĩa Đại Thừa sâu sắc mà không có bậc y cư sĩ đàn Việt kính tinh tôn trọng Phật pháp, khi Phật nhập Niết Bàn, chánh pháp của Đức Phật đó chẳng gọi là ở lâu nơi đời. Nếu có hàng bậc y cư sĩ đàn Việt kính tinh tôn trọng Phật pháp, thì Phật dầu nhập Niết Bàn, chánh pháp của Phật vẫn gọi là ở lâu nơi đời. Cho nên là ví dụ như vậy đây nè, có tăng học, tăng ni học, rồi có Phật tử học, thì Phật dầu nhập Niết Bàn cả 3.000 năm mà cũng gọi là chánh pháp còn ở, còn trụ thế, còn ở nơi đời, chứ không có mạc gì hết. Bằng cớ là mạc ở đâu? Các Phật tử nghe rồi tự biết Phật tánh của mình, tự biết kiến hoặc, tư hoặc, trần sa hoặc, vô minh hoặc của mình, lần lần hóa giải được từng phần để chứng đắc từng giai đoạn. Thế thì sao gọi là mạc được? Phật pháp trụ thế ở đời vĩnh cửu. Đó, tôi nói như vậy có nghĩa là các vị từ trước mà có nghe gọi là chánh pháp, rồi tổng pháp, rồi mạt pháp, rồi đừng có sợ, cái đó không có mất. Chư pháp cùng bản là thường tự tịch diệt tốt. Cái tâm tịch diệt đó, cái tâm vắng lặng thanh tịnh đó, từ vô thủy cho tới vô chung không bao giờ có nó mất được. Thế thì pháp Phật để chỉ dạy, để cho mọi người tư duy quán chiếu và thể nhập với cái tính tịch diệt thanh tịnh đó, thì làm sao mà chánh pháp gọi là mạt, gọi là không tồn tại ở đời được, gọi là diệt không còn. Nếu Phật ra đời
Chính vô thượng bồ đề có các đệ tử hiểu nghĩa đại thừa sâu sắc, có hàng bạch y cư sĩ đàn Việt. Bạch y cư sĩ là thường thường là cái người xưa đó, là cái người cư sĩ mà mặc đồ đẹp đẽ, đồ trắng, cho nên thường là cái cư sĩ ta có thể cái bạch y, gọi là bạch y cư sĩ. Còn như Phật thì là Phật cái mặc cái màu hoại sắc. Hoại sắc là không phải, không nhất thiết là màu gì, nhưng mà cái màu đó miễn là người thế gian không lấy nó mà làm trang sức đẹp đẽ, không quý trọng mà người ta xem thường, thì cái đó gọi là màu hoại sắc. Cho nên ngày xưa đó ở miền Bắc người ta dùng cái màu nâu, cái củ nâu và cái vỏ cây sồng, ta gọi là nâu sồng, cái người tu hành gọi là áo bả nâu sồng, là cái củ nâu và vỏ cây sồng và ta nhuộm lại nó thành cái màu lam ở miền Bắc. Thế thì cái đó gọi là hoại sắc. Còn ví dụ như bên Ấn Độ ngày xưa người ta không, người quý phái người ta không dùng cái màu vàng, cho nên Đức Phật mới lấy cái màu vàng là cái màu mà người ta chê, người ta bỏ, người ta khinh thường, cái màu xấu nhất, không còn ai để ý nó nữa. Vì thế cho nên là Phật có dùng cái ca sa màu vàng là vậy, chứ không phải là màu vàng để cho đẹp. Nhưng mà ngày nay mà cái màu vàng này mà các cô các bà mặc mà trang điểm đẹp, mà bây giờ đem mua cho các ông phải mặc, là không còn phù hợp nữa rồi. Đấy, cho nên mình phải biết cái đó vậy đó. Nhưng mà bây giờ nó quen con mắt rồi, nó mặc đồ vàng dày thì các ông các bà cư sĩ mới nói rằng mấy ông phải tu, còn mặc đồ trắng thì gọi là không tu. Thì thế thì bây giờ ta phải mua đồ này ta mặc thôi, chứ người ta cái đồ này là đồ các bà các cô, giờ ta mặc ta đi cái bằng thời trang cơ mà, với người mẫu cơ mà. Cho nên cái từ ngoại sắc là cái từ là mình phải để ý rằng là người bệnh y cư sĩ người ta chuộng cái đẹp, người ta không có mặc, người ta mặc được trắng. Cho nên hồi đó tôi học á, tôi hồi đó thì tôi học trường Nghiêm Khắc Lắm, hòa thượng tôi, hòa thượng Thượng Hòa đó, ổng mặc toàn đồ nâu, rồi ổng cho phép rồi cái trời mùa nắng nóng quá là cho phép rồi mua cái mực tàu đó rồi nhuộm cái màu lam. Màu lam là mực tàu, thì chế lên chút xíu mực xanh của trò học đó, pha vô rồi nhuộm vô nó lam lam lú 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 kìa mà mặc. Còn tôi thì có cái tánh ẩu sĩ, nhuộm nó mệt quá cực quá mà nó cũng vậy, tôi để tôi mặc. Mà ông hòa thượng tôi ổng rầy kiểu hết sức tế nhị, tôi gặp ổng thì đương nhiên là tôi trốn rồi, lánh ổng đi. Nhưng mà tình cờ bữa đó mình lánh không kịp, ông lại ôm vai mình, tôi tưởng ông cư sĩ là mới vào. Mình á nhại muốn chết, tôi tưởng cư sĩ nào mới vào, bởi vì chỉ cư sĩ mới là bạch y thôi, mà đây là mình mặc đồ không nhớ miếng là mình bạch y, là mình cư sĩ, mà ông lại kiểu ngọt ngào vậy đó. Vì vậy cho nên là cái chuyện tu hành á, không phải là nhất thiết là màu vàng là tu, mà phải là màu vàng. Cho nên mà bây giờ là mình nhiều cái mà mình gọi là chánh chỉnh tăng già đó, nhiều cái nó còn sai dữ lắm. Mà sai như vậy có nghĩa là đạo Phật mình không phải là giáo điều chủ nghĩa. Do vậy cho nên là dù sai, mà nếu mà xã hội, nếu mà mọi người đều có thể chấp nhận được là mình vẫn sử dụng, không đến nỗi nào phải bó buộc khó khăn. Còn như những cái tôn giáo mà giáo điều chủ nghĩa mà làm sai là họ ném đá cho chết thôi, chứ họ không để cho sống đâu. Nếu làm sai cái giáo điều của họ, họ trị tội bằng cách vậy là ném đá cho chết. Còn như đạo Phật thì không vậy.
nghĩa là linh động. Ở đây nó có cái từ bạch y là vậy đó. Nếu có hàng bạch y cư sĩ đàn Việt, chứ đàn Việt đó là chỉ cho những cái người mà thường hay cúng dường tam bảo đó, gọi là thí chủ đó. Ở bên Trung Quốc thì thường đó, các sư người ta gọi các người Phật tử gọi là thí chủ đó. Thì chào, xin chào thí chủ và mời thí chủ ngồi dùng nước, mời thí chủ lên chùa lễ Phật, ví dụ vậy. Thì chữ đàn Việt tức là cái từ thí chủ đó. Đàn là đàn ba la mật, chứ đàn thì dịch là bố thí, là những người hay cúng dường bố thí. Đã có cư sĩ đàn Việt kính tinh tôn, gọi là lâu ở đời. Nếu bằng ra đời chính vô lượng bồ đề, có các đệ tử hiểu nghĩa đại thừa sâu sắc, có hàng bạch y cư sĩ đàn Việt hết lòng tôn trọng kính tinh Phật pháp, mà các đệ tử thuyết pháp lại vì danh vì lợi, không vì cầu niết bàn. Đức Phật nhập diệt rồi, chánh pháp của Đức Phật đó cũng không trụ lâu ở đời. À, nó có cái vậy đó. Nếu có người thuyết pháp, nếu có người học kinh niết bàn, nếu có người thuyết pháp, trong đó có cả tăng ni, đủ cả thành phần, có bạch y cư sĩ nữa, nhưng mà những người thuyết pháp là vì không vì giải thoát giác ngộ, không vì có người thuyết pháp, nếu có người học kinh niết bàn, nếu có người thuyết pháp, trong đó có cả tăng ni, đủ cả thành phần, có bạch y cư sĩ nữa, nhưng mà những người thuyết pháp là vì không vì giải thoát giác ngộ, không vì đạo quả vô thượng bồ đề mà cầu danh cầu lợi, thì trong những cái pháp hội như vậy cũng không gọi là Phật pháp, còn trụ ở đời mà coi như là Phật pháp diệt rồi vậy. Trái lại, hàng đệ tử Phật thuyết pháp vì cầu niết bàn, cầu chứng bồ đề vô thượng, không tham danh lợi, Phật dầu nhập niết bàn nhưng chánh pháp vẫn không có mặt cái gì. Nhưng mà nói là nói vậy, chứ tôi thường quán chiếu tư duy cái thời kỳ mà Đức Phật còn tại thế tu dễ hơn bây giờ. Cho nên bây giờ thì ma pháp thì không mạt, pháp Phật chánh pháp vẫn thường trụ ở đời, nhưng mà đời nay khó tu hơn. Là bởi lẽ này, như các vị biết, hồi xưa là Đức Phật thường ở rừng. Đệ tử Phật ra là mỗi người Đức Phật muốn cho tu hành bao nhiêu là cứ cạo tóc mặc cà sa rồi tự đi khất thực. Vì thế mà Đức Phật, nếu mà có đệ tử hữu duyên là Đức Phật cho chấp nhận cho làm đệ tử Phật xuất gia tu hành làm tỳ kheo, thì Đức Phật không có bận rộn gì hết, bởi vì tất cả mọi người đều có thịt giống nhau. Đức Phật cũng là một người tỳ kheo, trong đoàn tỳ kheo cũng tự đi khất thực, cho nên không có bận rộn. Rồi tỳ Phật cũng như đệ tử thường ở trong rừng ngủ gốc cây, có giống dân hay không thì chưa nghe nói rõ, nhưng mà thường có cái tọa cụ và cái ngọa cụ trải gốc cây với bóng mát mà ngủ nghỉ. Mà cái bóng cây nào mà đẹp, mà thấy yên tĩnh, mà có nước, có tiện nghi thông thả dồi dào, còn không được ở với một gốc cây quá ba đêm, vì sợ mình đam mê, mình luyến ái cái chỗ này. Mà còn cái tư tưởng luyến ái và đam mê là không có niết bàn được. Thế mà hồi xưa cái môi trường, cái hoàn cảnh tốt như vậy,
nó không có những cái tiện nghi như ngày nay. Ví dụ như là radio, là cassette, là tivi, là máy vi tính, là karaoke, là CD, là quạt máy, là tủ lạnh, là xe hơi, là bếp ga, là điện, rồi những cái tiện nghi ngày nay đó, hồi xưa Phật không có. Cho nên người tu á, cái môi trường, cái hoàn cảnh mà để cho là đam mê, luyến ái, nhiễm, lưu liếm ra ít hơn bây giờ. Bây giờ nhiều quá, nhiều cái hấp dẫn, nhiều cái tiện nghi, nhiều cái nó làm cho người ta quyến rũ người ta. Thành ra người ta ai cũng vì cái tứ đại ngũ uẩn này cho nó nhẹ nhàng, nó sung sướng mà. Buộc lòng người ta đam mê vô cái đó, đam mê vô những cái tiện nghi vật chất đó. Thành ra theo tôi thì tôi cho rằng bây giờ khó tu hơn hồi xưa. Cộng thêm vào nữa cái hoàn cảnh, ví dụ như đất nước Việt Nam mình bây giờ là cái phong trào thích Phật đó, lần lần nó mòn mỏi coi như nó mất hết. Campuchia thì còn, Thái Lan thì còn, còn thông thả hơn. Còn mình thì bây giờ bị có cái thích Phật mà thích Phật giả, mà làm mang tiếng con sâu làm rầu nồi canh, làm cho cái hình ảnh thích Phật nó không còn được quần chúng tôn trọng nhiều nữa. Cho nên nếu ai mà có khắc thịt chân chánh thì cũng khó mà có đồ ăn. Hoặc là có đồ ăn mà nó không có cái cách mà để mà phù hợp với cái cuộc sống ha, thì nó cũng cực lắm. Cho nên bây giờ thì tu khó hơn hồi xưa. Hồi xưa gì nó ít cái tiện nghi vật chất. Tôi nghĩ vậy. Nhưng mà chắc cũng không phải là trúng như vậy đâu. Những cái người mà người ta quyết đi trên con đường giải thoát, đi con đường bồ đề nước bàn vô thượng, người ta chấp nhận hy sinh chứ. Sao lại mình sợ thiếu tiện nghi, rồi mình sợ nhiều cái cám dỗ, rồi mình không thắng được. Cho nên vấn đề này là tôi đang suy nghĩ dữ lắm. Suy nghĩ coi cái nghĩ của mình vậy có phải chưa, hay là mình bào chữa những cái, mình đổ trúc cho cái môi trường hoàn cảnh bên ngoài để rồi mình lơ tơ mơ mà không đạt đạo, mà mình đổ thừa cho hoàn cảnh. Chỗ đó là chỗ mà tôi suy nghĩ dữ lắm. Nhưng mà dù sao đi nữa, dù sao đi nữa câu này rất khó nghe. Người nào mà còn trên đà danh vọng, địa vị phất lên cao, trên đà làm ăn tiền bạc vô như nước, thì những người đó thành thật mà nói, lâu lâu rồi nó dư nhiều quá rồi đem đi cúng để mà bù đắp lại những cái chỗ mà mình có thể làm sai lầm tội lỗi gì đó. Chứ còn cái giải thoát giác ngộ không có ở trong thành phần đó. Chỗ đó thì tôi suy nghĩ kỹ rồi tôi mới có thể nói như vậy. Cho nên đang phất lên trên đường danh lợi tài sắc ha, mà đang lên thì đi vào con đường của đạo Phật coi như là lội ngược, mà dưới một cái dòng nước thật manh và thật chảy xiết thì lội không nổi đâu. Thành ra những vị nào mà muốn đi trên con đường giải thoát giác ngộ là phải thường thiểu dục tri túc, thường tư duy quán chiếu, đa dục như khổ sanh tử bì lao tùng tham dục khởi, thiểu dục vô vi thân tâm mới được tự tại thôi. Bây giờ học cái trực chỉ nè, coi nên là gom lại bao nhiêu ý mà mình cần phải học là cái này đây. Đắc và vô sở đắc là tiêu chuẩn của một thước đo, tiêu chuẩn một thước đo của một địa vị trên đường giải thoát giác ngộ.
vô nó đắc mới có khả năng đắc tất cả. Hữu sở đắc chỉ được trong phạm vi một cái gì đó có tính chất cục bộ mà thôi. Bồ Tát vô sở đắc mới có được tứ vô ngại trí. Cũng gọi là tứ vô ngại biên tài hay là tứ vô ngại trí. Thế thì bà trước là học cái vấn đề, ông cần giúp hỏi Phật về vấn đề, nếu Bồ Tát mà được tứ vô ngại biên tài thì vậy là Bồ Tát có sở đắc rồi sao? Phật nói là giàu có được tứ vô ngại biên tài, chính vì không có sở đắc mới có được tứ vô ngại biên tài. Chứ nếu người mà thấy rằng mình có được, mình có chứng, mình có đắc, thì người đó bị kẹt, bị vướng rồi, không được vô ngại biện tài đâu. Do vậy cho nên vô sở đắc là cái tiêu chuẩn của một thước đo, tiêu chuẩn một thước đo của một địa vị tu hành. À, cái này khó ghê thế không? Vì vậy mà trên đường tu hành mà chúng ta còn đắc bất cứ một cái gì đều là không phù hợp với chánh pháp rồi. Do vậy cho nên Quyền Giác Thiền Sư cái bài rất là hay: thủ bất đắc, xả bất đắc, bất khả đắc trung chỉ ma đắc, ngô tảo tằng kinh đa kiết tu, bất thị đẳng nhàn hư cuốn quạnh. Phải học cái từ bất đắc. Trên đời này mà anh còn đắc là anh vướng rồi. Cho nên Quyền Giác nói bỏ không được. Bởi trên đời này không có cái gì của anh để anh bỏ, lấy lại càng không được. Cái không được gì đó, cái không được tức là cái bất đắc này nè, cái vô sở đắc này nè. Cái không được gì đó là cái được của kẻ trên tu. Từ xa xưa nhiều kiếp tôi đã tu hành, không ăn sỏi ở suông, nói ra lời dối nguyện. Thành ra tôi mới nghiệm ra trong cái trong đạo Phật của ta có cái từ kêu bằng bất khả đắc. Kinh Kim Cang Bát Nhã nói rằng quá khứ tâm bất khả đắc, hiện tại tâm bất khả đắc, vị lai tâm bất khả đắc. Cái chữ bất khả đắc nó hay lắm. Tâm quá khứ anh tìm nó một cái gì để anh gọi là được, không bao giờ có cái để cho anh được đâu. Tâm hiện tại anh cố ý anh tìm nó cho được, không có cái gì để cho anh được đâu. Cái tâm mà ở vị lai anh tìm nó một cái gì để anh giữ gìn, anh nắm bắt nó để anh được cái gì, cũng không có cái gì để được đâu. Cho nên nó tam thế cầu tâm, tâm bất đắc. Trong quá khứ, trong hiện tại, trong vị lai, trong ba đời anh tìm tâm, không bao giờ có cái để cho anh đắc, để anh tìm nó được. Đó, cho nên vô sở đắc là hay lắm. Từng cái từ một vậy mà mình phải học để mình tu đấy. Muốn giải không, vô sắc vô thọ tưởng hành thức, vô nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý, vô sắc tâm nơn vị xuất pháp, vô nhãn giới nại chí vô ý thức giới, vô minh diệt vô minh tận, nại chí vô lão tử diệt vô lão tử tận, vô khổ tập diệt đạo, vô trí diệt vô, diệt vô đắc. Những cái chữ đó hồi mình mới vô chùa là mình đã được học rồi đó, nhưng mà phải mấy mươi năm sau mình mới thấy được cái mầu nhiệm của nó. Thế nên tu hành phải là vô sở đắc mới là cái đắc của người chân tu. Đức Phật Thích Ca gọi là được bồ đề vô thọ không có đâu. Mình nói rồi chẳng qua là mình vận dụng ngôn từ mình nói vậy thôi. Chứ Như Lai không có được vô thượng bồ đề, cũng không có được vô thượng niết bàn. Bởi vì cái đó đâu phải là cái mà trước là không mà nay có đâu mà gọi là được. Nếu như tôi trồng cây xoài 3 năm trước nó không có trái, sau 3 năm nó có trái nữa rồi, cây xoài này bây giờ tôi hái được một thúng, tôi hái được 100 trái, 200 trái, 3 năm rồi tôi mới được quê lợi vậy.
Thế thì cái mà trước không có nay có mới gọi là được. Còn như Bồ Đề Niết Bàn từ xưa nay tự tánh của nó bản nhiên tịch diệt, không phải trước kia không có, bây giờ mới có. Do vậy cho nên là Bồ Đề Niết Bàn Đức Phật không có cái gọi là được. Chỗ đó là cái chỗ mà ai là cái người thích thiền định tư duy quán chiếu phải học tới cái đó. Còn mình nói Đức Phật tu 6 năm tầm đạo rồi khổ hạnh rồi tới là cái ngày rằm tháng 2 nhất độ minh tinh đạo thành rằm tháng chạp vậy đó ha. Đức Phật được vô hơn Bồ Đề không có được. Chẳng qua là cái ngày mà gọi là thành đạo là cái ngày mà Đức Phật kỳ có những cái chất dơ bẩn mà nó bám cái thỏi vàng, kỳ có cái chất dơ bẩn nó bám cái viên ngọc kim cương hoàn toàn sạch sẽ thì nó hiển lộ cái kim cương ra, kỳ có cái chất mà nó bám trong cái vàng, cái rỉ sét nó bám cái vàng mà lao mà chùi mà đánh bóng cho nó sạch hết thì nó hiển lộ cái vàng y ra, chớ như là không hề có được. Chúng ta tu hành cũng vậy, chúng ta tu hành là mỗi ngày để chúng ta kỳ cọ những cái cáo, những cái sét, những cái rỉ, những cái gì là bụi bặm nhơ bẩn. Mà cái đó là cái gì? Cái đó là tham, là sân, là si, là mạn nghi, là thân kiến, biên kiến, tà kiến, kiến thủ, giới cấm thủ, là phẫn hận, phu não, tật sang, vân vân. Nó bám ở trong cái thỏi vàng chân tâm thường trú của ta, nó bám vào Phật tánh của ta, ta phải kỳ cọ gột rửa cho nó rơi lần lần, cho nó mòn lần lần, cho tới ngày mà nó hoàn toàn sạch sẽ thì gọi là ta được thành Phật. Chứ kỳ thật không có phải là thành, không có thật, mà là sự thật là bỏ hết những cái cảnh cáo, những cái bụi bặm, những cái dơ dãi, những cái sắc rỉ của cái vàng kia, của cái ngọc kim cương kia mà thôi. Do vậy cho nên phải học cái từ đắc và vô sở đắc, học cái từ để nhất nghĩa đó là tên khác của đạo, của Bồ Đề, của Niết Bàn. Đệ nhất nghĩa đó là chân lý ly ngôn tuyệt tướng, lẽ ra không thể nói. Cho nên chúng ta học cái chữ đệ nhất nghĩa đế, tục đế, đệ nhất nghĩa đế cũng gọi là chân đế, tục đế. Tục đế là bên mặt duyên sinh hiện tượng của giảng pháp, hiện tượng giảng pháp. Còn chân đế thì mình mặc bản thể của giảng pháp. Mình mặc chân đế đó thì trong một tánh, một tánh nó duyên dung tất cả tánh. Trong pháp này nó có chứa cái chất liệu của pháp kia. Tức về mặt đệ nhất như đế, về mặt chân đế đó thì một là tất cả là một. Một tánh, trong một tánh nó bao hàm tất cả tánh. Trong một pháp là trong một cái này nè, gọi là một pháp. Bao hàm chất liệu của pháp kia. Giống như một vầng trăng nó in khắp các sông hồ. Trăng in khắp các sông hồ, trăng thì vô số đó. Mà kỳ thật là nó có một trăng duy nhất mà nó duyên sinh như quyển mà nó có là khắp các sông hồ đó thôi. Chứ bản thể là chung cùng, trăng vô số mà kỳ thật là chung cùng có một mặt trăng duy nhất. Pháp thân Phật chỉ tánh ta cùng vậy, tánh của ta cùng với cái Phật tánh Như Lai là một thứ chứ không có khác. À, cho nên là phải học đệ nhất nghĩa đế là vậy. Học đệ nhất nghĩa đế có nghĩa là học về lý pháp giới.
còn học là tục đế là học về sự pháp giới. Mà nói tới lý sự thì là phải nói tới kinh Hoa Nghiêm, học cái đó. Cho nên mình học kinh Đại Niết Bàn này mới đề cập tới đại nhất nghĩa đó. Thế còn các vị mà không nghe cái kinh này, không nghe kinh Đại Niết Bàn này, không nghe kinh Hoa Nghiêm, là các vị không có nắm được cái đại nhất nghĩa đấy. Các vị nghe tứ đế mà chỉ nghe sanh diệt tứ đế thôi là các vị không hề biết được đại nhất nghĩa đấy. Mà các vị phải nghe vô sanh tứ đế, vô lượng tứ đế, vô tác tứ đế thì các vị mới biết được cái đệ nhất nghĩa đế của đạo Phật. Đệ nhất nghĩa đế là đạt tới cái chỗ một cái bằng vô khổ, vô tập, vô diệt, vô đạo, hay gọi là vô tác tứ đế. Đệ nhất nghĩa đế thì lẽ ra là ly ngôn xuất tướng, lẽ ra không thể nói. Đệ nhất nghĩa đế mà còn diễn đạt bằng ngôn từ, ngoài trí tuệ biện tài vô ngại của Bồ Tát Phật, hàng thanh văn duyên giác đã không có phần tham dự nói chi hạng người bạc địa phàm phu. Cho nên để những cái đấy thì lẽ ra không có nói, không có câu gì để nói, và nói cái gì cũng không trúng. Cũng như cái bình hoa này, bao nhiêu hoa về, bao nhiêu trái cây về, thì các vị hỏi cái gì, chỉ cái gì, các vị nói từ trái về, các vị tưởng đâu là các vị nói là trúng rồi chứ gì. Không hề có trúng. Bình thường thì ai cũng nói chỉ nội đây là biết, nói trúng hết rồi đó. Nhưng mà đệ nhất nghĩa đế thì các vị nói không hề có cái nào trúng hết. Vì thích hợp tôi gọi là biến kế chấp, tức y thử tam tánh, lập bị tam vô tánh, cố Phật mật ý thiết, sơ tức tướng vô tánh. Sơ tức tướng vô tánh tức là giải pháp không có tánh. Thứ vô tự nhiên tánh hậu do diễn ly tiền sở chấp ngã pháp tánh. Để những nghĩa đấy là không có nói cái gì được hết. Trái này mà gọi là trái xoài là không đúng rồi. Trái này gọi là trái na, ở miền Bắc nói, và trong miền Nam gọi là trái mãng cầu ta cũng không trúng. Trái na cũng không trúng. Trái này gọi là trái vải cũng không trúng. Rồi lại còn nói về vải này là vải thiều hay là vải tu hú nữa. Vải ở ngoài Bắc tôi rồi đó, tôi đi ra ngoài Bắc rồi người ta tiếng lóng mà mình không có biết. Cái thứ vải mà nó không ngon á, bởi vì chữ vải là chỉ cho các cái người tu sĩ, các người tu mà vải nha. Thành ra cái vải đầu mùa đó là thường thường là vải ăn không có ngon, nó chua 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 vậy, giống như chôm chôm của mình mà chôm chôm chua vậy đó, ăn không có ngon. Còn muốn ăn ngon mà đúng mức của nó là phải là mua vải thiều. Mà vải thiều thì trái nó tròn ủm như trái nhãn vậy, chứ nó không có cái hơi dài dài, nó hơi oval dài dài đó là không phải vải đó. Thế thì tôi hỏi cái vải này là vải gì đây, vải này ngon không? Tôi nói cái này là vải này là không có được ngon, đây là vải tu hú. Ôi trời ơi, người ta nói như vậy là tại vì người ta nói rằng vải mà vải thiều, vải thiệt đó là vải tu hành. Còn cái vải mà vải này là không phải là giả thiều, giả không ngon, thành ra tu này cũng là tu, cũng là vải, cũng là tu, mà tu này là tu hú. Ấy thế mà từ đó tôi nghe rồi tôi in ký, tôi nói vải này là vải tu hú. Sau này tôi nhớ tôi cười quá chừng quá đội. Mình cười vì là người ta nói lóng, người ta nói tréo trộn mà mình không có biết. Chứ còn kỳ thật là cái thứ vải thiều thì nó tròn ổn như thế nhãn vậy nó mới ngọt. Ngọt thanh ha, ngọt mà không có chất chua. Còn cái vải không phải vải thiều,
gọi là giải gì đó à, thì đó không có ngọt không. Đó là cái này chắc là phải tôi hú rồi nè. Là vì đó tôi nói như vậy không có nghĩa là mình mua cái ngon cái dở thì mình nói đâu, nhưng mà đầu mua là thường thường là cái vải không ngon có trước, còn cái vải thiều thì nó muộn hơn, cho nên muốn ăn vải ngon thì đầu mùa đừng có mua trúng cái vải mà cái trái nó không còn ẩm đó là không có ngon không? Tại nên nội đây nói tên trái gì cũng đều không trúng. Đứng về mặt đệ nhất địa đế là không có nói cái gì trúng hết. Mà tôi nói như vậy, nếu mà có người học giỏi thì các vị đọc thêm một câu nữa của Mã Minh Đại Sĩ Bồ Tát. Đọc lên một câu đó là đủ 20 điểm khỏi làm bài thi. Tôi nói câu đó thì các vị nói rằng là nhất thiết chư pháp tùng bổn dĩ, vì là ly văn tự tướng, ly ngôn thiết tướng, ly tâm như tướng, tất cánh bình đẳng, duy thị nhất tâm cố danh chân như. Tất cả pháp xưa nay nó xa rời ngôn ngữ, xa rời văn tự, xa rời ý nghĩ của tâm duyên. Nó bình đẳng tự tánh của nó là nó có cái tính tịch diệt của nó. Thêm nó vô, đặt cho nó cái tên gì đều không đúng nó. Đây, cho nên phải nhìn các pháp là vậy đó. Vì vậy mà mình ở trên thế gian này, mình tỏ vẻ mình thông minh, mình nói nhiều chừng nào giống như mình hay vậy, chứ kỳ thật là mình nói nhiều chừng nào, gọi là hiểu biết nhiều chừng nào, lại là không trúng chừng này. Bồ đề niết bàn đạo, ba cái từ đó là pháp vốn có, gọi là đạo hay gọi là bồ đề hay gọi là niết bàn, đó là pháp vốn có, không phải trước sanh sau diệt, không phải trước không nay có. Nó hiện hữu chân thường, phàm phu ngoại đạo không thể thấy biết và hiểu. Phàm phu ngoại đạo không biết được tự tánh bồ đề đâu, không biết được tự tánh niết bàn đâu, không biết là cái thể của đạo là phi thường, là mầu nhiệm, là thanh tịnh bản lai đâu. Vì họ không biết tu giới, tu định, tu huệ, không có tuệ nhãn, không thể thấy biết và hiểu bồ đề niết bàn được, cũng không thể biết gì là đạo như những kẻ sanh manh không. Không thấy biết sắc màu rực rỡ của hoa lá dưới ánh sáng dịu hiền ấm áp của cảnh sắc trời xuân. Sinh mệnh là những người mù trong bụng mẹ đó, không bao giờ thấy ánh sáng, không bao giờ biết cảnh sắc cỏ cây hoa lá. Bồ đề niết bàn ngoại đạo phàm phu không hiểu. Chứ bồ đề niết bàn là cái pháp vốn có. Tự tánh bồ đề của ta ai cũng có, tự tánh niết bàn trong người của chúng ta ai cũng có. Mà chúng ta không có dùng vận dụng phương tiện để cho nó hiển lộ ra thì coi như chúng ta không có. Mà muốn nó hiển lộ ra thì phải có phương tiện. Giống như dầu lửa ở ngoài biển, trên lục địa Việt Nam ta cả 500-700 năm nay vẫn có dầu mà chúng ta không có phương tiện, cho nên chúng ta không có dầu. Bây giờ đây chúng ta mới có được dầu là vì chúng ta có sử dụng được phương tiện. Bồ đề niết bàn của chúng ta cũng vậy, nếu chúng ta biết quay về với tâm bảo, chúng ta gặp sự hữu tri thức chỉ chúng ta về cách tu giới, tu định, tu huệ, tu giải thoát, giải thoát tri kiến, thì chúng ta sẽ gặp
sẽ hòa hợp với cái tự tánh Bồ Đề Niết Bàn vốn có của ta. Người hành đạo phải khéo giữ cái tâm. Tâm dù không thấy, không nắm bắt, rò mó được, nhưng thân miệng ý, thổ lộ hành động nói năng, thiện ác đều do tâm điều khiển. Vì vậy, Duy Đức Học gọi nó là tâm vương. Cái tâm vương nó điều khiển mắt tai mũi lưỡi thân ý, tạo ra những điều thiện, những điều ác. Tuy nhiên vẫn biết nó là tâm vương là vậy, nhưng mà không nắm bắt rờ mó được. Mà dù không nắm bắt rờ mó được, nhưng người ta vẫn biết tâm, ta vẫn thấy được tâm của ai đó. Muốn thấy tâm của ai đó, ta phải một, nó có ba lý do. Một là ta ở gần. Hai là chúng ta phải ở lâu với người đó. Ba là ta phải quan sát cái đời sống ăn mặc sinh hoạt của người đó, ăn mặc ở đời sống sinh hoạt của người đó, thì ta thấy được tâm của người đó. Tôi học cái câu này rồi hôm qua tôi nhìn đó. Tôi nói cái này là để tôi nhắc cái đại chúng cái cách tập mình nhìn của người đạo mà. Cách bên này, cách tuần lễ này nó có mưa la rai nhỏ, và gần đây có mưa mấy hai ba đám hơi lớn, đất ướt. Thế thì trước cái sân của tôi trên đó nó có cái cây me, nó khô cằn lá, nó đen xì. Tôi hàng ngày tôi có tưới, nhưng mà tưới không lại với cái mùa này. Cái lá nó coi như là khô hết vậy. Ấy thế mà mưa lai rai có mấy bữa nay á, một đêm sáng ngày có một đám mưa lớn, buổi chiều là sáng ra tôi thấy nó xanh, nó đâm nảy lọc và nó đâm lá xanh ra đều cây me, xanh đều cây me hết. Thì tôi nhớ trực ra Phật dùng cái thí dụ rất là hay. Tâm của người ta không thấy, nhưng mà nhìn người ta có thể nói là thấy tâm được, không sai. Nước khi mình nhìn thấy cái cây me là cái cây gì đó mà nó đâm chồi nó làm như vậy, mình nói rằng mình thấy nước. Dầu không có nước nhưng mà không gọi là hư vọng, không gọi là nói nó dối, nó gạt, nó lừa đảo, nói hư vọng. À, cái câu hay vậy đó. Cho nên các vị mà thấy mà những cái cây nó đâm chồi nó lộng ra, các vị nó thấy nước, không có hư vọng. Bởi vì thủy đó, thủy năng dưỡng mộc, thủy nó sinh mộc, trong ngũ hành thủy nó sinh mộc. Cho nên thấy chồi non lá xanh mà đang mọc thì các vị nói là tôi thấy nước. Hỏi nước ở đâu? Thấy nước là những cái chồi non, những lá cây xanh đó, không sai. Vì nếu không có nước là không có lá cây xanh và không có chồi non. Người ta thấy vào cái hành động của con người đó ăn ở đời, người ta nói người đó, cái tâm người đó thiện hay lạ, nói không sai. Dù không cầm nắm là rờ mó được cái tâm của họ, nhưng mà nhìn cái thân, cái khẩu, cái ý của họ biểu lộ ra, nói họ là người lành hay người không lành, nói không sai. Thật ra đây là cái cách mà để mà dò thấy đằng kia có khói, nói chỗ đó có lửa, dù không thấy lửa nhưng mà cũng không phải là hư vọng. Người ông đạo hành đạo rồi mới được à, nghĩa là phải để ý cái tâm ha. Là chân lý thì nghĩ ngợi không đến được, ngôn ngữ diễn đạt càng xa rời sự thật. Cho nên sự thấy biết của Bồ Tát là tuyệt tướng ly ngôn.
Bồ Tát thấy biết hiểu tất cả mà như không thấy, không biết, không hiểu. Thấy biết bằng cái tánh như thị, không xen tri kiến của mình vào. Mình thấy mình biết là tại vì mình xen cái tri kiến của mình vào nhiều quá cho nên mình mới khổ đây. Chứ mình xem mà xem bằng cái tánh như thị, tướng như thị tánh, như thị thể, như thị lực, như thị tác, như thị nhân, như thị duyên, như thị quả, như thị báo, như thị bổn mạc số cánh ha. Mình thường nhớ được như vậy là mình hạn chế được rất nhiều cái đau khổ của mình. Do vậy mà Phật dạy rằng là phải giữ gìn lục căn là vậy đó. Bồ Tát nhìn thấy mà như không thấy gì hết, biết hết mà như không biết gì hết. Thế gian ngoại đạo thường sống trong tà kiến, họ chấp thường, chấp đoạn, họ có khuynh hướng tín ngưỡng đa thần, nhất thần. Cái này trong bà con ta đệ tử Phật còn nhiều lắm, còn tín ngưỡng đa thần, nhất thần. Tôi không biết rằng là có cái điều kiện để mà tới cái ngày mà triển khai Kinh Hoa Nghiêm cho các vị hay không ha. Chớ mà Kinh Hoa Nghiêm mà các vị học rồi thì nó lại nó càng đi lần tới cái chỗ thoải mái vô cùng. Cái tâm thanh tịnh của giảng pháp nó không có thần nào hết. Kể cả là các cái cõi mà mình học vừa gọi là các cõi trời đó mà. Rồi các vị này học kinh này thôi, rồi các vị sẽ thấy là các vị trời đó. Vì sao mà Như Lai nói và trời đó là ai, là gì? Từ từ mình học rồi mình sẽ thấy cái đó. Đa thần chỉ là sản phẩm của những tâm hồn yếu đuối, không có khả năng tự lực tự cường, cam tâm tùy thiếp, giống như trong chuyện Kiều nói, nghìn trùng nhờ bóng tùng quân, tiết xương che chở cho thân cát đành. À, mình không có khả năng tự lập, tự tin. Mình nương tựa rồi mình tưởng tượng nhiều thần nhiều thánh quá, không được, không trúng đâu. Trên thế giới này biết bao nhiêu cái thứ tín ngưỡng khác nhau. Các vị suy nghĩ kỹ đi, đồng bào ta ở Tây Nguyên 40-50 giống dân, 40-50 cái kiểu cúng kính lại lục tế tự khác nhau. Còn ta thì ta không làm những cái đó thì ta đã có sao đâu. Họ không làm những cái của ta mà họ làm theo cái của họ thì họ đã có sao đâu. Cho nên cái đó gọi là tập quán, gọi là tập tục. Rồi bây giờ người ta nói nghe cho nó an lòng nhau, lại nói tránh mất tiền mua, lựa lời mà nói cho lừa, cho vừa lòng nhau. Người ta gọi là cái văn hóa, cái bản sắc của dân tộc nào phải tôn trọng theo văn hóa đấy, bản sắc của dân tộc đấy. Cho nên tôn trọng và tôn trọng, mà không ai dám nói động tới của ai, không ai dám nói lên sự thật là cái gì. Rồi bây giờ thì cứ vừa theo câu tục ngữ đó, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau. Ai muốn cúng cái gì cúng, ai muốn lãi cái gì lãi, ai muốn van xin cái gì van xin. Đó là một cái điều mà tôi cho là tổn thất lớn lao trong xã hội con người, là vì không ai dám nói sự thật. Chứ bằng có là 50 giống dân tộc thì 50 cái tín ngưỡng khác nhau, mà người kinh của chúng ta không làm như vậy thì chúng ta đã có sao đâu. Họ bỏ mã một cái là bao nhiêu con trâu, bao nhiêu là cái ché rượu, rồi bao nhiêu tiền bạc, bao nhiêu thầy mo,
để làm cái lễ bỏ mã để mà từ giả cái người thân của mình. Nhưng người kinh mình không làm vậy đã có sao đâu. Có người người kinh mình, có người cái ngày mà cha mẹ ông bà từ thần gì đó rồi rước rồi mấy ông nhà hoàng lại, rồi trước khi mà đi là khiêng ra đó là phải đập cái siêu một cái rổ ở ngoài ở trước cái hàng á. Rồi có người người ta không thèm làm vậy đã có sao đâu. Rồi có người thì nhờ ông thầy xuống dưới cái hàng ngồi dễ 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 dưới cái huyệt á. Rồi có người ta nói cái đó nó không cần, tao không nhờ ông thầy dễ dễ đó, thì cũng đã có sao đâu. Do vậy cho nên là cái đa thần giáo và cái tin tưởng á là chẳng qua là nghìn trùng nhờ bóng tuần quân tiết xương che chở cho thân các đành, không tự tin cái sức tài năng trí tuệ khả năng sinh hoạt của mình. Thành ra cái đó gọi là mê tín dị đoan, tùy theo phong tục tập quán của từng dân tộc. Người đệ tử Phật nên biết cho rõ 18 tầng trời trong ba cõi, 18 tầng địa ngục ở địa ngục chỉ là phương tiện của Như Lai. Như Lai há chẳng nói nhiều lần rằng Như Lai vô số phương tiện đó sao? 18 là gì? Là do lục căn, lục trần, lục thức mà tạo ra những cái cảnh an lành. Theo tinh thần thập thiện nghiệp đạo thì nó có 18 cái tầng an lạc khác nhau. Rồi cũng dựa vào 6 căn, dựa vào 6 trần, dựa vào 6 thức mà đam mê mà tạo vào những cái nguyên nhân khổ thì nó thành ra cái khổ 18 bậc khác nhau, gọi là 18 tầng địa ngục. Đều là do lục căn, lục trần, lục thức mà tạo ra. Do vậy mà trong nhà thiền ta, mỗi lần sắp niệm chuỗi, người ta làm một số chuỗi 18 hộp, có nghĩa là anh sắp muốn xa lìa được cái phiền não vô minh đau khổ, là anh phải nắm giữ 6 căn, 6 trần và 6 thức của anh đi. Từ nắm giữ 6 căn, 6 trần, 6 thức, bạn có được một cái tâm hoàn toàn an lành, thanh tịnh, không có tán loạn, không có tạp tưởng, không có vui mừng bừng buồn giận thương ghét trong cái lúc mà anh nắm cái sâu chuỗi 18 hộp này. Vì anh nắm 18 hộp chuỗi này có nghĩa là anh nắm 6 căn, 6 tầng, 6 thức, anh giữ nó lại, không cho nó tác động, nó chiến tranh, nó đấu là đấu đá lẫn nhau. Do vậy mà tâm hồn anh được an lành. Do vậy mà người ta làm ra cái sâu chuỗi có 18 hộp, cũng là con số 18, là do căn trần thức mà ra. Hết giờ rồi, thôi dừng ở đây. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, biển não vô tận thệ nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thệ nguyện học, Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành. Ngày xưa con bơ vơ trong đời u tối, trầm luân nghe đau thương kiếp làm con người. Từ khi hoa xuân sang gặp thầy dẫn lối, được con thoát cuộc sống chơi vơi, qua bên kia bên bờ đi tới nơi luôn sáng ngời ánh mặt trời. Tình thương nghe bao la lời thầy ấm áp, bình an nghe mênh mông tiếng thầy tràn hòa. Thầy ơi đã cho con một niềm tin đó, khi chân lý là chính tâm hoa, trong vô biên không lời không ý, nghe thanh thoát niềm vui tràn bờ.
chân lý con sống an vui, quay trở về nguồn tâm trong sáng, sẽ vượt thoát từ sân ngày rồi, đem tâm đó lại cho mọi người, cho nhau có niềm vui đời đời. Từ lên xin ca vang một bài ca mới, bài ca tuy không tên nhưng thật bao la, lặng yên nhưng bao sức muôn loài xa vắng, tình thương nghe mênh mông bất tận không bờ. Lặng yên nhưng bao dung muôn loài sao.